À mà nói đến thể thao thì Cường có biết cái bộ môn patin không? Cường đã bao giờ Cường đi trượt patin chưa? À, có nhưng mà không có chuyên nghiệp cho lắm thì Cường cũng chơi mà té. Huyền thấy rất nhiều người hào hứng vào sân nghĩ là đơn giản lắm. Đúng nhưng mà cuối cùng thì lại ra khỏi sân với một cái bộ mặt rất là buồn và thất vọng tràn trề về bản thân mình đúng không? Đúng vậy, bởi vì bộ môn patin này á, người mà mình không chuyên nghiệp thì mình gọi là patin, nhưng mà thật ra dân chuyên nghiệp thì gọi là inline skating. Cái môn này thì có rất nhiều bạn trẻ thường lên lịch để vào ngày cuối tuần là chơi công viên hoặc là nhà văn hóa nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân MC Ngọc Tiên để tìm hiểu về bộ môn này nhé. Inline skating là môn thể thao nước ngoài du nhập vào Việt Nam từ lâu nhưng chỉ mới phát triển mạnh vào khoảng 3 năm trở lại đây. Đây là môn thể thao năng động và chút mạo hiểm, thích hợp với thiếu nhi hoặc các bạn trẻ. Tuy nhiên cũng thu hút nhiều người ở lứa tuổi 40-50 tham gia tập luyện. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 8 nhóm thuộc câu lạc bộ Ice Skate với gần 500 thành viên tham gia sinh hoạt rải rác ở công viên, khu dân cư hoặc nhà văn hóa của các quận huyện. Với sự hỗ trợ từ Hiệp hội Inline Skating Thế giới, Singapore và câu lạc bộ Ice Skate ở thành phố Hồ Chí Minh, phong trào chơi inline skating đang ngày càng lan rộng ở Việt Nam. Khu vực phía Nam ngoài thành phố Hồ Chí Minh, các câu lạc bộ inline skating còn được thành lập ở Vũng Tàu, Đồng Nai, Nha Trang, Cần Thơ. Riêng câu lạc bộ Ice Skate đã thành lập được đội tuyển thi đấu ở các giải chuyên nghiệp nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore. Quý vị và các bạn thân mến, theo tiết lộ của ban chủ nhiệm câu lạc bộ Ice Skate thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng của các bạn nữ hiện nay tham gia bộ môn inline skating chiếm khoảng là 30% thôi. Nhưng mà đây là những thành viên rất là hăng hái, tích cực và có độ đam mê không thua kém gì các bạn nam. Với bên này nè, rất là hay và rất là tuyệt vời nữa, Ngọc Tiên khoái lắm. Không biết là vừa rồi là thể loại gì của inline skating của mình vậy? Đó là thể loại slalom, chị thực hiện các động tác đẹp qua cốc khoảng cách là 80. Con gái thường là thích thể loại slalom hơn tại vì nó thấy nó dịu dàng và nữ tính hơn. Không biết là các bạn ở đây và cũng như là Linh á, thì mình đã chơi cái môn này lâu chưa? Em chơi được khoảng độ 2 năm rồi. Có nhiều người bắt đầu mới tập, cũng có người chơi vài tuần mới tập đi thì cũng hay bị té, nhưng mà khi mà mình đã biết đi rồi, té mình cũng hạn chế được cái đó nên là cũng không sợ, tại vì niềm đam mê mà mình chơi thôi chị. Ngoài cái thể loại là slalom thì còn có những cái thể loại nào nữa không? Ngoài thể loại slalom thì còn downhill, jetski, slide, speed slalom. Jetski là thể loại đường phố vượt chướng ngại vật, thể loại nguy hiểm. Slide là thực hiện những động tác thắng đẹp mà đi với tốc độ nhanh rồi mình dừng lại một cách đột ngột. Speed slalom là mình đi qua hàng cốc này với tốc độ nhanh và bằng một chân. Linh với các bạn nữ có bao giờ mà mình thách đấu với các bạn nam không? Thì trong mỗi buổi tập luyện thì để nâng cao cái tinh thần tập luyện của mình thì cũng hay tổ chức mấy cái cuộc đấu. Ai thắng? Thường là ai thắng? Thường nữ thắng. Nữ thắng thiệt á hả? Vậy bây giờ có thể cho Tiên thấy được là hôm nay mình đấu với nam như thế nào được không? Dám không? Vậy bây giờ mình ra thách đấu cho Tiên coi ha. Để đủ mấy bạn nữ kia nữa nha. Thì còn có các em nhỏ nữa. Con
chị hả? Ngồi kế mẹ nè, ngồi đây. Rồi, ngồi xuống vô với mẹ. Chào cô, chào con, chào cô đi. À. À, chị, nhiều phụ huynh em thấy là lo ngại khi mà cho con của mình mà tập luyện cái bộ môn inline skating này. Yeah. Bởi vì thấy nó có vẻ là không an toàn, nhưng mà sao chị lại quyết định cho con của chị tập vậy? Dạ. Thật ra lúc đầu em cũng đâu có yên tâm. À dạ. Dạ. Tại vì cái ra công viên này cái mình hỏi thăm mấy cái phụ huynh khác á chị. Tao nói yên tâm đi, ở đây có giáo viên dạy nè, có bảo hộ nữa nè. Rồi mấy giáo viên nó dạy, rồi mấy giáo viên nó còn cho dạy cho mình cách mà khi mà bé té đó, bé té như thế nào và an toàn đó. Dạ, mỗi lần về là con đều lấy dạy ra trường hết và thấy rất vui. Xin chào. Chào Ngọc Tiên. Giới thiệu với các bạn, đây là Văn Quân, là người đã sáng lập ra câu lạc bộ ISK, là một người có kinh nghiệm về inline skating. Thì Quân có thể cho Ngọc Tiên biết là mình cần phải trang bị những gì khi mà tập luyện không ha? Đầu tiên mà Tiên muốn tập cái bộ môn này á, Tiên phải có được cái sự đam mê với cái lòng kiên trì. Ngoài cái đôi giày chủ của mình ra thì Tiên phải cần phải trang bị một cái nón giống như cái nón xe đạp vậy á. Rồi một bộ bảo hộ, gồm có bảo hộ lòng bàn tay, lòng bàn chỏ và đổ hộ hai cái đầu gối của mình. Để cho khỏi bị chày đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tư thế đầu tiên để mà mình tập là những cái tư thế như thế nào ha? Mình nói thì cũng chắc cũng hơi khó, thôi để mình hướng dẫn Tiên luôn đi ha. Hướng dẫn cho Tiên luôn hả? Thích quá vậy. Được, Tiên okay. Đồng ý. Tiếp theo là mình sẽ tập cái gì nữa? Nhưng mà những động tác cơ bản vừa rồi thì Tiên có thể tập chừng 3 buổi là có thể đi tới á. 3 buổi thôi. Có thể đi tới chục, 20. Còn mà Tiên muốn tập những động tác nâng cao hơn như tập slide thế loại mà thắng kiểu á. Trời thì, ơi, chắc khó lắm á. Cái đó thì hơi mạo hiểm xíu. Thế loại slalom, thế loại đi cốc mà nãy giờ mấy bạn biểu diễn đó. Thì chắc khoảng 3 tháng là Tiên có thể nắm được sơ về những cái cơ bản cần phải đi, những động tác thế nào. Nhưng mà Quân nè, được tập huấn ở Singapore ha, rồi đi thi đấu ở rất là nhiều nước ở trong khu vực nữa. Quân thấy là trình độ inline skating của mình á, của Việt Nam mình với lại những cái nước khác như thế nào? Việt Nam mình thì hiện giờ so với lại Thái Lan á thì nó cũng ngang nhau, tương đồng với nhau. Nhưng mà so với lại Trung Quốc hay là Singapore thì mình còn kém về kỹ thuật chút. Hiện tại trong khu vực châu Á đứng đầu về bộ môn slalom, cái thuật đi cốc đó là Hàn Quốc. Các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của những bạn trẻ đam mê bộ môn inline skating thì chúng ta cũng nhận thấy là bộ môn này không chỉ là giúp cho chúng ta rèn luyện sức khỏe nè, cơ thể dẻo dai, mà còn giúp cho chúng ta có thể hòa đồng cùng với môi trường tập thể nữa. Môn thể thao này thì các bạn chỉ cần có sự đam mê và lòng kiên nhẫn là các bạn có thể tham khảo tài liệu và tập luyện tại nơi mình ở. Còn giờ tiếp tục nha.